Hello, chào mừng anh em quay trở lại với channel nha. Chúng ta sẽ chơi tựa game Save the Lady. Ở đây thì có ông thần đèn, chúng ta sẽ cầu một trận mưa xuống đây. Rồi. Tiếp tục sẽ là cho một cái hòm đi. Ok. Xong rồi, một cái hòm. Mình sẽ dùng cái hòm này đi. Yeah, chính xác. Tiếp tục. Rồi, mình sẽ soi đèn nào. Oh no, hết rồi. Không được rồi. Bật cái này lên. Yeah, cháy rồi. Cho cái lông vũ này lên, thế là mở được cửa ra. À, đốt lửa lên. Tiếp tục. Mình sẽ dùng vali rơi vào đầu thằng này luôn. Mình sẽ dùng bóng bay cho nó này bay lên. Rồi, sẽ dùng cái khăn này để bịt lỗ lại. Đấy, thế là được nha. Tiếp tục. Buộc con chuột ra đi. Rồi. Đấy, đốt tiếp tục vứt cái này ra cho nó bị che mắt luôn. Rồi, dùng cái này bay lên. Rồi tẩy cái xe tăng rồi. Được luôn, tiếp tục. Một cái máy bay à. Sẽ chơi từ level đầu tiên lại nha. Tiếp tục cắt cái này đi. Tiếp tục nào. Ăn cái này. Đấm vỡ này luôn. Wow. Uống thuốc thu nhỏ người lại. Chụp ảnh con này cho nó sáng luôn. Đấy, thế là được. Tiếp tục. À, một con chó à. Cho này. Tưới cây luôn. À, ngồi lên một đống sơn rồi các bạn ạ. Che nó lại. Rồi. Đập nó xuống. Đập xuống, đập xuống, đập xuống. Tiếp tục. Mà sẽ dọa lại con chó này. Nút cái này lại đấy để đi qua.
nào, cho cái bom nổ nhé. Tiếp tục. Quay ngược lại thời gian để cho nó hồi lại cái bình. Đấy, được luôn. Đây là một cái hố cho chuột ra. Xong luôn. Tiếp tục nào. Đào một cái hố lấy nước nào. Ok, rau củ quả này tiếp tục này. Coi nào. Nằm trên võng này. Được luôn nha. Wow, một cây plant. Chặn nó lại. Mình sẽ dùng cái khăn này để cho nó hút quả. Đấy, ok. Tiếp tục sẽ là cái gì đây? Sẽ hái cây táo ở trên cây nha. À, một con kangaroo học boxing à, tập tạ đấm nhau mày luôn này. Tập tạ đấm nhau. Một con ong. Cho cái hoa hướng dương này. Tiếp tục. Oh, lốc xoáy à, đóng đá lại. Con nhện cắn này. À, spider. Lạnh quá rồi. Thôi thì chạy bộ cho ấm người. Green. Rồi, mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!